rất cảm ơn thầy Toàn có bài chia sẻ rất đặc biệt ạ. Cảm ơn thầy Khánh. Chị cần thì Toàn sẽ gửi. Thì xin phép ban tổ chức đi ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị ban tổ chức. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Quang Toàn rất là nhiều trong cái phần chia sẻ hết sức là tâm huyết trong buổi sáng của chúng ta từ đầu giờ đến bây giờ. Thì kính thưa các thầy cô, thưa quý vị đại biểu cùng với các anh chị, thì ngày hôm nay thì tôi lại quay trở lại cùng với lại các thầy cô chương trình tập huấn của chúng ta. Và hôm nay là buổi mà thứ ba chúng ta sẽ tiếp tục để làm việc với nhau. Thế thì trong suốt cái khoảng thời gian cả ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay thì các thầy cô đã trao đổi với nhau được rất là nhiều những thông tin rồi. Từ các câu chuyện về vĩ mô, rồi câu chuyện của bộ dục của đề án, đúng không nhỉ? Rồi các cái hoạt động của quỹ đầu tư, cách thức mà các quỹ đầu tư người ta làm việc, rồi các mô hình để triển khai trong cái mỗi một cái dự án, một cái khởi nghiệp với chương trình như vậy thì như thế nào. Thì buổi chiều ngày hôm qua thì chị Kim Dung cũng đã chia sẻ với thầy cô rồi đó. Và sáng ngày hôm nay thì anh Đinh Quang Toàn cũng đã chia sẻ về một cái mô hình mà ở cấp độ là trường đại học thì người ta triển khai như thế nào cho hiệu quả. Thế thì cái sự gắn kết với các sở giáo dục cũng như là các trường trung học phổ thông như thế nào. Thì thực ra thì mỗi một cấp độ ở ngành giáo dục là trường trung học phổ thông hay sở giáo dục hay là cái trường đại học thì bản chất nó đều có những cái điểm rất là tương đồng với nhau. Nó chỉ khác nhau về mặt môi trường, khác nhau về đối tượng, khác nhau về quy chế và các cái mục tiêu cũng như cái điều kiện nền tảng để chúng ta có thể triển khai được thôi. Chứ còn lại là về mặt tư duy cũng như là những cái cách thức mà chúng ta có thể làm thì gần như là chúng ta có nhiều những cái mà có cái giá trị nó khá là tương đồng với nhau, cách thức chúng ta tổ chức. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cùng các thầy cô một số nội dung thông tin, sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận với nhau một chút. Vâng, cảm ơn anh một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đinh Quang Toàn đã tham dự và chia sẻ cho các thầy cô cùng với các nhà trường, các sở giáo dục của chúng ta rất nhiều kinh nghiệm trải nghiệm hữu ích. Và ngày nay thì vâng, cho phép tôi được chia sẻ màn hình nhà ban tổ chức. Hoặc là để nút like, hoặc là chúng ta để lên bình chọn một chút để phần trò chuyện tôi thấy các thầy cô ha. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Được rồi. Thế thì với cái phần chia sẻ của tôi thì tôi cũng xin phép là vì là chúng ta cái buổi sáng không có quá nhiều thời gian, xin phép là được làm việc với thầy cô trong một khoảng thời gian nhất định thôi, khoảng 40 phút gì đó, và bao gồm cả cái phần mà thảo luận. Thì mục tiêu thì tôi muốn nói thêm một vài cái điểm sâu chuỗi lại, rồi các cái sự liên kết của các thông tin ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay các thầy cô đã được chia sẻ lắng nghe rồi. Thì đầu tiên là chúng ta cũng cần phải nắm rất là rõ cái bản chất của việc đưa khởi nghiệp đối với học sinh trong trường như thế nào để cho nó hiệu quả. Cái thứ hai là mục tiêu mà học sinh của trường phổ thông, các thầy cô giáo tham gia và cái bản chất nó phải là thành quả của việc, chứ nó không chỉ là câu chuyện kinh doanh hay các mô hình dự án hay cuộc thi. Phần thứ ba là những cái kiến thức kỹ năng chúng ta tổ chức như thế nào để tạo nên một cái con người khởi nghiệp. Thì đây là ba cái nội dung rất đặc biệt quan trọng để chia sẻ với các thầy cô. Chào, chúng sẽ đi rất là nhanh thôi, thì giới thiệu nhanh với các thầy cô một chút. Novaedu thì
như các thầy cô đã biết rồi, là một trong tổ chức mà đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai rất nhiều các hoạt động để hỗ trợ chúng ta nhiều quốc gia. Ở trong đó thì đề án 1665 là một trong đề án của Thủ tướng Chính phủ ban hành và có cái yếu tố rất là nổi bật trong suốt khoảng thời gian vừa rồi nói với việc về khởi nghiệp đối với ngành giáo dục. Và đây là một vài ngành mà tôi chia sẻ lại với các thầy cô. Tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia của chúng ta năm 2020, các thầy cô tham dự đều biết rồi, phải có sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Thì trực tiếp thì có anh Vũ Đức Đào có thể tìm tham dự về công việc của chúng ta cũng như sự việc của sở ban ngành thì rất là đầy đủ. À, với Bộ Giáo dục là như vậy, còn ở đây là với câu chuyện của chúng ta kết hợp thì ở đây là sinh viên và tuổi trẻ khởi nghiệp như tôi vừa mới chia sẻ. Năm nay thì bản thân tôi cũng như là Nova Edu thì đóng thêm một cái vai trò như là cầu nối kết nối các hoạt động của 1665 và 1844. Thì cụ thể là sinh viên và tuổi trẻ khởi nghiệp do tôi làm trưởng đoàn là một trong cấu thành rất quan trọng của tích phép quốc gia, được hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thì như lúc đầu giờ có chia sẻ với các thầy cô cùng với lại các anh chị thì sinh viên là sinh viên của tuổi trẻ khởi nghiệp thì có đạt được mấy cái thành tựu rất lớn trong khoảng thời gian hoạt động và chính thức khoảng gần 3 tháng của năm 2021. Các thầy cô có thể nhìn trên cái backdrop cái màn hình sẽ thấy là rất nhiều những thành phần tham gia vào câu chuyện hỗ trợ tuổi trẻ khởi nghiệp, và đối tượng của chúng ta vẫn là đối tượng là học sinh sinh viên và tuổi trẻ nói chung. Thì từ những chuyên gia, những bậc uy tín đầu ngành, tôi cũng mời vào như giáo sư Lân Dũng, là một chuyên gia có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng, rồi về đại diện doanh nghiệp như anh Nguyễn Đình Thắng, là trước là chủ tịch của Ngân hàng Liên Việt, cũng là một trong 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán của Việt Nam chúng ta. Tức là tính ra ở góc độ 100 người trên 100 triệu dân, đúng không? Các thầy cô, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của các bộ ban ngành thì có anh Phạm Hồng Quất là cục trưởng đại diện ở bên Bộ Khoa học Công nghệ, anh Linh thì trước là bây giờ cũng đang là cố vấn của Đảng thì các thầy cô đều biết rồi. Thì ở Bộ Lao động Thương binh Xã hội Tổng giáo dục nghề nghiệp thì có chị Huyền là bộ trưởng đại diện. Thế còn lại ở dưới là có rất nhiều những chuyên gia, những người mà kể cả những người nổi tiếng như Sắc Hưng của Sen Len, đúng không nhỉ? Thế rồi kể cả là về mặt gọi là nghệ thuật thì có Hoa hậu Ngọc Hân, có đạo diễn Hồng Công Cường. Còn đồng trưởng làng của chúng tôi thì rất là đông đảo, các anh em đều là những người làm doanh nghiệp để tham gia với việc hỗ trợ như thế này. Thì với chỉ cần nhìn bức tranh như này, các thầy cô biết rằng là thực ra việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp hay là tổ chức các hoạt động khởi nghiệp ở bất kể môi trường nào, đặc biệt là với ngành giáo dục, thì chúng ta cần có rất nhiều sự hỗ trợ của các thành phần tham dự với chúng ta, chứ nó không phải chỉ đơn thuần là các thầy cô hay là một vài các chuyên gia chúng tôi sẽ, mà chúng ta cần có sự hỗ trợ rất nhiều của nhiều thành phần, từ doanh nghiệp, từ quản lý nhà nước, từ sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, cho đến các em sinh viên, các em học sinh, rồi sự hỗ trợ của truyền thông, của báo chí. Đó, nghĩa là chúng ta phải đánh rất là nhiều mũi, kết hợp rất là nhiều các mảng khác nhau như vậy thì chúng ta mới tạo nên được những sự thành công. Và chính vì như vậy thì STK, chúng tôi gọi tắt là TechFest STK, là đội đầu tiên và duy nhất là TechFest năm nay quốc gia đã có được 2 dự án vào trong vòng top 10 ký kết toàn quốc, và từ đấy thì chọn ra được một đội duy nhất là đạt được giải thưởng của tổ chức tín dụng ngân hàng của Sinha. Đó. Thứ hai là đội đấy là đội Xeo Quốc, còn đội Nanonen là đạt được giải Á quân của TechFest quốc gia. Đội quán quân năm nay rất mạnh, thầy cô. Quán quân họ đã thành công ở Mỹ, họ đã gọi vốn được rất nhiều, xong rồi mới về Việt Nam để đi thi, thì thực sự là rất là mạnh. Và chính vì thế mà khi có hai cái thành tựu này của làng STK là có một trong những cái thành tựu rất là lớn, nấu chọi ở cấp độ là, và chuyên gia ban giám khảo chúng ta cũng đều là những người nước ngoài có cái sự gọi là kinh nghiệm rất là lớn, thì chia sẻ một vài cái điểm nổi bật như vậy để các thầy cô cũng hình dung ra là tổ chức các hoạt động khởi nghiệp phạm vi là tổng thể hơn như vậy. Và đây cũng thêm là các hoạt động FB của 2020 chúng ta nhìn thấy rất là nhiều rồi. Và có một cái điểm đặc biệt nữa chia sẻ với thầy cô là năm 2020, ngoài cái câu chuyện là tổ chức nhiều quốc gia các chương trình tập huấn như thế nào, thì Nova Edu cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chuỗi hành trình diễn đàn
hành trình người khởi nghiệp ở các cơ sở giáo dục, trong đó thì tổ chức tại các sở giáo dục và đào tạo, tổ chức tại các trường đại học và cao đẳng ở trên toàn quốc. Thì trong một tháng thì chúng tôi cũng tổ chức được vài chục chương trình, và mỗi một chương trình thì căn cứ vào thực trạng, mục tiêu, nhu cầu của từng cơ sở. Ví dụ như ở đây là tôi trên phần trò chuyện tôi thấy là các thầy cô có nói là cần phải to một chút, và tôi sẽ điều chỉnh âm lượng to hơn một chút. Được chưa? Ở đây thì như sự tham dự của Sở Giáo dục và đào tạo là An Giang. Đó. Rồi ở Đà Nẵng thì ví dụ như là các cái cơ sở mà các thầy cô thấy rằng là chúng ta mong muốn tổ chức một cái chương trình ở cấp độ ở Sở Giáo dục dựa trên những cái sự quan tâm của hội doanh nghiệp, của các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp ở địa phương, thực trạng nhận thức của học sinh của chúng ta, các thầy cô giáo về việc là khởi nghiệp đối với ngành giáo dục ở địa phương chúng ta như thế nào, thì từ đấy thì các thầy cô cung cấp các thực trạng cũng như là mục tiêu và mong muốn để có thể thực hiện được, thì chúng ta sẽ tổ chức những chương trình, những diễn đàn hành trình người khởi nghiệp như thế này để giải quyết những vấn đề ở cấp độ rất là lớn. Thì năm 2020 là thời điểm đó chúng ta còn tổ chức được offline với những chương trình nói lên 1.500 người nhỉ, và trực tiếp kết hợp với live stream thì số lượng tiếp cận người rất là lớn. Thì như vậy là một sở giáo dục thì hoàn toàn chúng ta có thể tổ chức một năm một số lượng các chương trình, và mỗi chương trình có thể là, và đây là tiếp tục là một số những hoạt động để các thầy cô hình dung ra. Thực ra nói ở góc độ như thế này, với Nova Edu hay là với một trường đại học hay là với bộ giáo dục, về tôi vẫn muốn nói lại cái quan điểm đầu tiên là về các cái hoạt động hỗ trợ cho việc phát triển khởi nghiệp ở cơ sở của mình, thì thực ra là theo các cấp độ khác nhau, nhưng về mặt mô hình các hoạt động thì gần như chúng ta có thể nói rằng là chúng ta có thể học hỏi và áp dụng một cách tương tự với nhau trong quá trình triển khai. Thì như ở đây là tôi cũng chia sẻ thêm một số các hoạt động rất là lớn, thì gần như là hoạt động về cuộc thi, về ký kết hợp tác, về diễn đàn, về hành trình người khởi nghiệp, rồi tổ chức các môn học ở trong nhà trường, về chương trình định hướng về hướng nghiệp, định hướng khởi nghiệp, các chuyên đề tổ chức. Đó. Thì các thầy cô thấy là trên màn hình chúng ta có rất nhiều các hoạt động tương tự như vậy nó diễn ra xảy ra. Chỉ có điều là chúng ta áp dụng tại cơ sở mình thì cách thức là như nào, nó khác biệt, nó phù hợp và nó đạt được cái hiệu quả ở cấp độ cụ thể mà thôi. Và tại sao chúng ta lại cần triển khai các hoạt động tổ chức khởi nghiệp? Thì khai mạc buổi sáng ngày qua thì tôi cũng đã chia sẻ rất nhanh về cái câu chuyện này rồi. Nhưng tuy nhiên thì tôi muốn nói lại một chút để các thầy cô hình dung ra là tại sao chúng ta lại mong muốn là ngành giáo dục để triển khai các hoạt động về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp nó lớn mạnh. Và có lẽ là như các thầy cô cũng đã nắm được một cái thông tin là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành một cái thông tư quy định về các hoạt động của ngành giáo dục, trong đó thì từ cấp tiểu học trở lên cho đến trung học phổ thông cho đến sinh viên các trường cao đẳng đại học đều phải thực hiện các hoạt động như thế này. Nghĩa là nó sẽ trở thành một trong những cái hoạt động bắt buộc, chứ nó không phải là thích thì chúng ta làm, đến đâu thì chúng ta làm, những thời điểm từ giờ trở về trước nữa và từ chờ trở về sau thì nó sẽ trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được đánh giá đo lường. Và Bộ Giáo dục cũng đang xây dựng một hệ thống các tiêu chí để giúp cho đánh giá và kiểm tra cũng như là hỗ trợ cho hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo để triển khai việc này. Đó. Thế thì tại sao lại như vậy? Rất nhiều các thầy cô cơ sở giáo dục, kể cả là chúng tôi đi làm việc tại một số các anh chị lãnh đạo của cơ sở giáo dục nói rằng là thế bây giờ việc các em học sinh trung học phổ thông phải học để thi rất là nhiều, học để chọn ngành nghề, học để có những cái thành tích, và các em phải học quá nhiều môn học, thế rồi các hoạt động ngoại khóa, rồi giáo dục an ninh quốc phòng rất nhiều thứ. Thế bây giờ tại sao lại phải đưa thêm một chương trình như này? Và tôi nói với thầy cô như thế này này, bản chất y thì không phải chúng ta không biết cách làm đâu. Một trong điều quan trọng nhất mà tôi đi gặp gỡ các thầy cô trực tiếp tại các trường trung học phổ thông, các sở giáo dục và các sở giáo dục, thì cái vấn đề lớn nhất là chúng ta chưa thực sự hiểu rõ cái bản chất sâu xa của các cái hoạt động về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Và việc này là việc cần mà chúng ta phải làm, nên chính vì vậy nó không có động lực. Kèm theo với việc là rất nhiều những cái cơ chế về mặt ghi nhận hay là được phép khả năng chi trả về cái nguồn lực tại các cơ sở giáo dục cũng như các sở giáo dục như thế nào, thì chúng ta còn vượt một số những cái vướng mắc về mặt cơ chế, về sự hướng dẫn. Thế nên là chính vì kết hợp hai yếu tố này lại mà
đâu đó thì chúng ta chưa thực sự tổ chức cái hoạt động này thành một cái hoạt động thường xuyên và liên tục đâu. Đấy, thì tôi tại sao tôi phải dẫn dắt rất nhiều cái thông tin về cái câu chuyện này để giúp cho thầy cô hiểu cái bản chất, bởi vì nó rất là quan trọng. Tôi nhấn mạnh này là nó rất là quan trọng. Thế thì các trên màn hình các thầy cô thấy là tôi đưa ra một cái bảng gọi là cơ cấu nguồn lao động của Việt Nam chúng ta, thì có hai dòng và ba cột, đúng không ạ? Các thầy cô nhìn thấy ở trên ở đây là đại học này, cao đẳng này, trung cấp và nghề này, ở dưới là cơ cấu lao động theo thị trường, dòng thứ hai là cơ cấu đào tạo theo bằng cấp. Có nghĩa là như thế nào? Thì ở trên chúng ta thấy rằng là với cơ cấu lao động theo thị trường có nghĩa là mỗi một sinh viên mà tốt nghiệp đại học thì thị trường, nghĩa là cộng đồng doanh nghiệp, thị trường lao động người ta cần đến 3 và 4 các cái trình độ cao đẳng, và tương đương với 6 đến 7 các nhân lực mà được đào tạo gọi là trung cấp hoặc là nghề. Thì có nghĩa là tương đương với một đại học thì cần 3, 4 cao đẳng và 6 đến 7 là trung cấp nghề. Thì đây là thị trường lao động người ta đang cần, nghĩa là doanh nghiệp người ta đang cần cái việc đó. Đó. Thế nhưng mà ở phía là nguồn cung. Đó. Ở trên là nguồn cầu các thầy cô nhé, doanh nghiệp thị trường người ta cần. Còn ở dưới là nguồn cung, có nghĩa là hệ thống các trường đào tạo chúng ta cho ra đời. Thì tương ứng là cứ tương đương với 10 sinh viên đại học thì chúng ta có 3 đến 4 trường hợp cao đẳng và chỉ có một trường hợp là tốt nghiệp trung cấp và nghề mà thôi. Thì nhìn vào bảng này các thầy cô nói lên cái điều như thế nào? Thì có nghĩa rằng là cơ cấu lao động này nói lên là thực ra thì thị trường lao động người ta cần có một sinh viên đại học thôi, nhưng chúng ta cho ra trường những 10 đồng chí cơ. Đó. Với cao đẳng thì các thầy cô thấy là tỷ lệ thất nghiệp và việc làm gần như là không có. Cứ ra bao nhiêu là các bạn có việc đi làm. Thậm chí là ở đây hôm nay thì có cả thầy Khánh, thầy Phạm Xuân Khánh là hiệu trưởng của trường cao đẳng nghề công nghệ cao của Hà Nội thì chia sẻ với rất rõ là sinh viên thậm chí chưa ra trường vào trường là các doanh nghiệp đã nhận hết rồi, có việc làm hết rồi, và các trường trung cấp nghề cũng như vậy. Nhưng mà với sinh viên đại học của chúng ta thì sao? Thì thầy cô đã nắm rất rõ, bởi vì nguyên nhân sâu xa của cái việc là sinh viên ra trường là từ trung học phổ thông chứ không phải là sinh viên đại học rồi chúng ta mới giải quyết được. Thì chính vì như vậy thì cái việc hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp là gì, là đi thi các dự án đạt giải, sau rồi thành lập cái doanh nghiệp, thành lập các dự án hoặc là buôn bán kinh doanh kiếm một chút tiền, không phải là vấn đề như vậy. Với cấp trung học phổ thông và cấp độ là sinh viên thì chúng ta phải tập trung và giải quyết cái vấn đề đầu tiên là làm sao để các bạn đi ra trường trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, có việc làm và thu nhập tốt. Đó. Xong rồi cái thứ hai mới là trở thành những nhân sự gọi là trụ cột cấp cao của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thế rồi cao hơn nữa thì mới là gì? Mới trở thành các doanh nhân, những người mà có khả năng khởi nghiệp để tự tạo việc làm cho mình và tạo việc làm cho những người khác. Đó. Thì đấy chính là nguyên nhân sâu xa của câu chuyện là tại sao đề án 165 được quan tâm, nên triển khai và sắp tới là chúng ta sẽ phải làm rất là mạnh mẽ về điều này. Thì xin hỏi là các thầy cô đã nắm được cái thông tin này chưa? Và các thầy cô cứ nhắn lên cái phần chat cùng trò chuyện các ý kiến, các thầy cô thấy là như vậy có nên phải quan tâm hay không, các thầy cô sẽ cho ý kiến nha. Rồi tôi sẽ chuyển sang slide tiếp theo. Những cái này về thực trạng thì tôi sẽ đi rất là nhanh. Đây thực trạng những cái này thì chúng ta cập nhật từ thông tin từ 2018, 2019, 2021 các cái thực trạng. Tôi nói như này là phải là chúng ta quan tâm đến thực trạng thì chúng ta mới biết là tại sao chúng ta phải làm những câu chuyện này. Và tại sao phải làm những câu chuyện này từ trung học phổ thông mà không phải là sinh viên hay ra trường rồi chúng ta mới làm. Và chính vì như thế mà tôi muốn nhấn mạnh như là hoạt động này là một trong những hoạt động ở góc độ là góc nhìn của các doanh nhân, các doanh nghiệp, của người mà chúng tôi đồng hành để triển khai đề án này trong rất nhiều năm. Thì tôi nói luôn là tất cả hoạt động này có vai trò không thua kém gì việc các em học văn hóa, các em học toán văn anh sử địa, rồi các em học để thi vào một trường đại học nào đó. Tôi nói luôn là các hoạt động này ở góc nhìn của chúng tôi, đương nhiên cái việc này quan điểm của mỗi người và quan điểm của đề án, nhưng chúng tôi chia sẻ quan điểm là nó có vai trò không thua kém gì các hoạt động khác. Mà thời lượng thì cho các hoạt động này như các thầy cô biết rồi, thậm chí bây giờ các thầy cô chỉ cho nó là trách nhiệm, là thêm đếm thôi, là việc phải làm thôi, chứ còn cũng chưa có xác định nó vai trò nó như những gì mà tôi vừa chia sẻ. Đó. Cho cái sự thành công của mỗi một cho bạn trẻ sau này tốt nghiệp trường phổ thông rồi đi là sinh viên rồi ra trường, được chưa? Đây rất nhiều số liệu, tôi nói rất nhanh cái này các thầy cô
gọi là search Google là giảm nhiều lắm. Và cái phần thứ hai, chúng ta đặt ngược lại cho một người thành công. Ở đây thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện khởi nghiệp, thế nên là thành công về trong cuộc sống là thành công về tài chính, như là có thu nhập tốt, hoặc trở thành những người giàu có, hoặc là trở thành những người mà có những cái vị trí về doanh nghiệp, vị trí về xã hội rất là tốt. Thì cái phần thứ hai là tại sao phải chú trọng việc này, dù rồi phải không? Thì thực ra các thầy cô thấy rằng là những người như ở đây tôi nói lên là đại diện là một doanh nghiệp thành công lớn ở Việt Nam, anh Phạm Cẩm Vượng là doanh nghiệp đúng không ạ? Vừa là chuyên gia như phó giáo sư Trương Gia Bình, vừa là chuyên gia nhà khoa học, lại là doanh nghiệp rất là thành công. Đó. Thế rồi anh Nguyễn Mạnh Hùng, vừa là làm chính trị đúng không ạ? Vừa là doanh nghiệp nhà nước, thế nhưng mà với cộng đồng doanh nghiệp lại rất được tôn trọng và cũng rất là thành công, kể cả về mặt tài chính, về nhiệm vụ chính trị. Thế thì tôi đưa ra mấy cái điển hình như này để các thầy cô thấy rằng là với những người thành công họ có gì? Họ có rất nhiều thứ, nhưng ngược lại về kỹ năng con người, về năng lực con người, từ việc là họ chia sẻ những kỹ năng nhỏ nhất là khả năng trình bày, diễn thuyết, làm việc nhóm đó, cho đến cao hơn là các cái kỹ năng về quản lý, về lãnh đạo, về khởi nghiệp, về tài chính, họ đều giỏi cả. Thế rồi có một thứ hai nữa rất là quan trọng mà trong đề án chúng ta nói đến, đấy là tinh thần của người khởi nghiệp. Có nghĩa là họ có những khát vọng, họ có những cái mong muốn được giúp đỡ cho bản thân mình, cho mọi người và góp phần vào phát triển đất nước. Thì tất cả những cái này đều phải hun đúc trong rất nhiều năm tháng, chứ không phải là ngày một ngày hai. Và chúng tôi mong muốn rằng cùng với quan điểm của đề án 1665 thì chúng ta đưa truyền những cái tinh thần, những khát vọng này cho học sinh ngay từ trường phổ thông. Thì có nghĩa rằng là các bạn học sinh của chúng ta sẽ cảm nhận được rất là rộng mình nỗ lực mình học để làm gì, để đạt được điểm 9, điểm 10 để làm gì, để vào trường đại học tốt đầu để làm gì, các bạn có thể đi du học để làm gì đó. Xác định rõ như thế thì các bạn sẽ được thôi thúc cái tinh thần, cái khát vọng để làm giàu, để thay đổi bản thân mình, để góp phần và giúp đỡ cho rất nhiều người khác, chứ không phải đơn thuần thành tích, chỉ dừng lại ở thành tích. Thì tôi muốn nói cái câu chuyện mảnh ghép thứ hai, nó ghép vào mấy cái mảnh ghép thứ nhất trong việc mà các bạn cần phải có những thành tích hiệu quả như thế nào. Và đây ạ, thì đối với khởi nghiệp nó sẽ là một cái hành trình. Bản chất của việc học sinh trường phổ thông tham gia vào khởi nghiệp đó sẽ là một hành trình của người khởi nghiệp. Và hành trình này mang lại những giá trị gì cho học sinh? Và đây là cái cấu thành thứ ba mà tôi muốn nói để khẳng định là tại sao việc chúng ta tổ chức các hoạt động về hỗ trợ khởi nghiệp là cần thiết và vô cùng quan trọng từ trung học phổ thông đối với các em học sinh sinh viên. Thì tôi có đưa ra 5 cái giá trị mà hành trình người khởi nghiệp đối với các em học sinh, đối với các cơ sở giáo dục, sở giáo dục và các trường trung học phổ thông. Nếu như chúng ta làm tốt thì chúng ta có thể đạt được cái giá trị này cho học sinh của chúng ta. Và cái đầu tiên là gì ạ? Cái số 1 chính là kiến thức và kỹ năng toàn diện. Một học sinh của chúng ta có chứng kiến hay không? Các bạn có mạnh dạn để phát biểu trước đám đông, trước lớp học của mình hay không? Dám trình bày quan điểm của mình với thầy cô giáo, với bố mẹ hay không? Đúng không ạ? Hay là dám tự tin để ra quyết định của mình khi mà chọn trường, chọn ngành, chọn nghề hay không? Thì hội tụ lại để trở thành một con người có kỹ năng toàn diện, giống như chúng ta vừa chia sẻ. Và các em hoàn toàn có thể đạt được cái việc này. Kỹ năng toàn diện ở đây chúng ta hiểu, kiến thức của kỹ năng toàn diện ở đây chúng ta hiểu không phải tất cả cái gì các em cũng giỏi đâu nha. Việc các bạn có thể giỏi một năng lực lõi nào đấy, ví dụ như các bạn có thể giỏi về các cái kiến thức về tự nhiên, các bạn có thể kiến thức về xã hội, có thể các bạn có kiến thức về khoa học, và ngành nghề các bạn cũng sẽ chọn một cái mũi nhọn nào đấy chuyên sâu. Nhưng để mà phát huy những mũi nhọn chuyên sâu đấy thì các bạn cần có một cái kỹ năng toàn diện như tôi vừa chia sẻ với các thầy cô. Thậm chí là một trong điều rất quan trọng nữa là khả năng thích nghi, rồi làm chủ cảm xúc. Thì tất cả những cái thứ đó để chúng ta phát huy cái thế mạnh lõi của các bạn, đúng nhỉ? Cái thứ hai là gì? Đấy là sự tự tin, chính kiến và ra quyết định của mỗi một học sinh trung học phổ thông như thế nào. Thì cái sự tự tin, chính kiến, khả năng ra quyết định này là một trong những yếu tố góp phần lên sự thành công lớn nhất. Tôi nói là góp phần lên sự thành công lớn nhất trong việc chọn lựa hướng đi tương lai của một học sinh trung học phổ thông.
Bởi vì khi các bạn quyết định ở một thời khắc của trung học phổ thông thì các bạn phải dành ra bao nhiêu? Đó, 4 năm, 5 năm, thậm chí 7 năm cuộc đời của mình để trang cái quyết định đấy từ khi các bạn đang là trung học phổ thông. Thứ ba là có khả năng nhận thức về tương lai của bản thân mình. Khi các bạn ra quyết định rồi thì các bạn phải có cái nhận thức về tương lai của bản thân mình như thế nào. Mình sẽ trở thành một người ra làm sao? Hay nó chính là kỹ năng định vị bản thân của mình trong tương lai. Mình có nên trở thành một chủ doanh nghiệp hay không? Mình có những tố chất chịu được áp lực để trở thành những người giàu có hay không? Hay mình chỉ đơn thuần là mong muốn có một cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó an nhàn thôi. Không cần phải khát vọng, phải khó khăn gì cả. Mình chỉ cần có một cuộc sống như vậy, mình cảm thấy mình bằng lòng rồi. Thế thì cái khả năng nhận thức về tương lai của mình có nghĩa rằng là cuộc sống trong tương lai của mình như thế nào? Thì định hướng ngay tại trường phổ thông. Bởi vì câu chuyện khởi nghiệp, như các thầy cô đã biết rồi, tỷ lệ thành công là cực thấp. Nói về góc độ là thành lập doanh nghiệp và thành công với doanh nghiệp ấy, là cực thấp. Thế bây giờ đào tạo chúng ta dành thời lượng quan tâm đến các em học sinh trường phổ thông, các cơ sở của chúng ta từ sớm như vậy để làm gì? Khi mà một cái tỷ lệ mà thành lập doanh nghiệp của chúng ta là rất là thấp. Thế thì cái quá trình này cũng là quá trình mà chúng ta giúp cho ngành giáo dục chúng ta phân luồng. Nhưng mà học sinh nào mà có tố chất trở thành doanh nghiệp khởi nghiệp trong tương lai thì chúng ta làm sớm hiện là ưa mầm. Nhưng bạn nào cảm thấy chịu đủ cái áp lực và chịu được áp lực thì các bạn ấy trở thành những nhân sự trụ cột mà không nhất thiết phải đứng ra làm chủ. Thì mình định từ sớm như vậy luôn. Cái thứ tư là có tinh thần của người khởi nghiệp. Một tinh thần của người khởi nghiệp thì không có nghĩa rằng là tất cả các em học sinh đều phải khởi nghiệp. Các thầy cô ạ, cái này là mình làm rất rõ nha, bởi vì là cái yếu tố thứ tư này là một trong yếu tố mà trong đề án của chúng ta nêu lên quan điểm là một trong những cái mục tiêu quan trọng nhất. Thế thì tinh thần của người khởi nghiệp ở đây thì mình hiểu thành hai cái góc độ. Góc độ thứ nhất là những bạn mà có ước mơ, có hoài bão phù hợp để làm chủ, để có thể khởi nghiệp một doanh nghiệp hoặc những dự án thì các bạn phát huy. Đấy là cái thứ mà gọi là đương nhiên. Nhưng điều thứ hai đối với tinh thần của người khởi nghiệp nghĩa là các bạn ấy có khát vọng, có tinh thần vượt khó. Các bạn làm một việc nhỏ cũng như một việc lớn, các em đấy có khả năng có thể là vượt qua những cái rào cản của bản thân mình. Làm việc của người khác cũng như việc của mình, việc chung cũng như việc riêng. Thì cái tinh thần của người khởi nghiệp ở đây thì tôi muốn nói ở góc độ là các thầy cô hình dung như ngày xưa ấy, khi mà mình có chiến tranh, đất nước mình còn khó khăn, thì mỗi một bạn trẻ đều có những cái lý tưởng rất là lớn, học để làm gì ạ? Để giữ vững độc lập tự do của đất nước. Chiến tranh thì làm sao để có lý tưởng để bảo vệ nền độc lập tự do của Việt Nam mình. Thì cái tinh thần đấy là rất là lớn mạnh. Nhưng bây giờ thì Việt Nam chúng ta ở thời bình rồi, chúng ta không chiến tranh bởi câu chuyện bom đạn nữa, nhưng chúng ta phải cạnh tranh với các quốc gia khác, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế qua câu chuyện đấy chính là kinh tế, là chính trị. Thì ý thứ hai của tinh thần người khởi nghiệp đấy là gì? Để chúng ta truyền cho các em một cái khát vọng dân tộc, thay vì là khát vọng dân tộc độc lập, chiến tranh chiến đấu quyết liệt ngoài chiến trường, thì bây giờ là trên mặt trận kinh tế, trên mặt trận mà hiện đại của cuộc sống, giúp đỡ được nhiều người hơn, khẳng định cái tinh thần của Việt Nam, cái giá trị cũng như là năng lực của Việt Nam của chúng ta thông qua câu chuyện phát triển kinh tế, phát triển về nhân văn, về khát vọng cũng như là những cái giải pháp về mặt công nghệ. Được chưa? Thì đấy là cái ý thứ hai để nói về tinh thần người khởi nghiệp, để tránh là các thầy cô sẽ suy nghĩ rất sâu về câu chuyện là cung cấp cái tinh thần của người khởi nghiệp lại là chủ yếu cho các bạn đi làm kinh doanh hoặc làm chủ hoặc là thành lập doanh nghiệp thì sẽ nó sẽ không đúng, và cái đấy nó chỉ là một cái hệ quả tất yếu của hành trình này thôi. Và cái hệ quả tất yếu đấy nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 50% trên tổng số học sinh của chúng ta. Ví dụ như tôi nói là học sinh của chúng ta ở cấp độ là trung học phổ thông thì đang rơi vào khoảng 2,5 triệu học sinh, thì có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta có khoảng 10% trên quan tâm đến và phù hợp với câu chuyện là khởi nghiệp về góc độ là kinh doanh và làm chủ doanh nghiệp ấy, thì nhiều nhất là chúng ta chỉ có khoảng 250.000, còn nếu 5% thì chúng ta đâu đó chỉ có khoảng hơn 100.000, 130.000 các bạn học sinh phù hợp với đó. Tức là số còn lại thì sao? Và trong khi đó các chương trình này là chương trình
trong khi đó là cái chương trình này là cái chương trình mà áp dụng cho toàn bộ ngành giáo dục, thì chúng ta phải nắm rất rõ cái điều này với thầy cô. Chúng ta đừng vội là phải làm như thế nào. Mà tôi cho rằng cái giai đoạn này là giai đoạn mà bên cạnh cái việc là chúng ta thực hiện những cái nhiệm vụ cụ thể làm như thế nào, thì chúng ta hiểu rất sâu sắc chúng ta làm cái gì, bản chất của nó ra sao. Với điều thứ năm là cái hành trình này, các hoạt động hỗ trợ này sẽ giúp cho các thế hệ học sinh của chúng ta có tâm đức của người khởi nghiệp. Nghĩa là tâm đức của người khởi nghiệp là làm ở đây, phát triển học tập ở đây không phải vì mình, riêng cá nhân mình, mà vì việc làm của mình, vì việc làm của bạn bè xung quanh mình, vì gia đình của mình, và góp phần phát triển cho đất nước, thì gọi là tâm đức của người khởi nghiệp. Đó. Và sau này thì các thầy cô biết rồi, nếu như một trường trung học phổ thông nào hay là khu vực sở giáo dục nào có những người mà trở thành những chính trị gia hoặc là những doanh nhân rất thành công, thì với tâm đức của người khởi nghiệp thì những người như vậy lại quay trở về quê hương của mình đóng góp về mặt tri thức, về hỗ trợ về kiến thức, về tri thức, cũng như là kể cả hỗ trợ về mặt tài lực, vật lực, đó, về tài chính để hỗ trợ, hay là kể cả những cái điều kiện khác để giúp cho trường của mình, cơ sở của mình, địa phương của mình có những điều kiện phát triển tốt hơn. Thì cái điều này chắc chắn là các thầy cô rất là rõ. Đó. Các hoạt động của một trường trung học phổ thông nào đó mà có một doanh nhân mà thực sự thành công hoặc là có chính trị gia thành công thì sẽ được quan tâm rồi hỗ trợ các hoạt động của trường đấy tốt hơn rất nhiều, kể cả về cơ sở vật chất hay địa phương của mình cũng như vậy. Thì tôi muốn nói là cái câu chuyện là sâu xa hơn thì trong dài hạn hay là cái tâm đức của người khởi nghiệp này, khi chúng ta thực hiện những việc này nó sẽ có những sự quay lại để giúp đỡ cũng như là gọi là tri ân cho nơi mà mình được trưởng thành, đúng không thầy cô? Vâng, đấy là cái phần thứ ba nói về câu chuyện về giá trị tại sao chúng ta cần quan tâm đến các hoạt động khởi nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, các cơ sở. Đây. Để trở thành một doanh nhân khởi nghiệp thành công thì chúng ta cần có 3 nội dung quan trọng. Thứ nhất là tinh thần của người khởi nghiệp, thứ hai là tư duy của người khởi nghiệp, thứ ba là kiến thức và kỹ năng của người khởi nghiệp. Thì đây là mô hình lại thôi. Đó. Thì tôi đã nói rõ ở trên là tại sao nó lại như vậy rồi, có những cái minh chứng cụ thể về việc này như thế nào rồi. Tinh thần người khởi nghiệp chúng ta nói rồi, tư duy của người khởi nghiệp. Tư duy của người khởi nghiệp nó phù hợp với một nhóm nhỏ các thầy cô nhé. Bởi vì ở đây tiêu đề là gì, là doanh nhân khởi nghiệp thành công. Đa số các bạn thì cần có tinh thần của người khởi nghiệp, có những kỹ năng và kiến thức của người khởi nghiệp, là các bạn ấy có thể nói rằng là trở thành những người mà vô cùng hữu dụng rồi, có giá trị rất lớn rồi. Những tư duy của người khởi nghiệp thì có nghĩa là tư duy về mặt tài chính, cái tư duy nó phù hợp với những người làm chủ. Đó. Thì cái thứ nhất và cái thứ ba là điều kiện cần. Còn để những doanh nhân, những người các bạn mà có khởi nghiệp thành công hay không thì cần phải có tư duy, điều kiện đủ phải có tư duy của người khởi nghiệp. Thế như vậy là trong cái quá trình mà các thầy cô triển khai các câu lạc bộ hay là các hoạt động ở trường của mình, hay là chọn lựa các đội dự án đi thi, thì chúng ta rất để ý là cái nhóm đó thì tư duy khởi nghiệp của bạn ở các bậc độ như thế nào. Nha. Đây, rất nhiều các cái này thì tôi lướt nhanh cho thầy cô. Tài liệu thì chắc là trong Google ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ gửi lại cho các thầy cô. À, có một việc nữa thì ban tổ chức vừa nhắc, thì tôi Novaedu có khi mà triển khai cái này thì có sẽ gửi link khảo sát cho các thầy cô để các thầy cô điền các cái thông tin cảm nhận của mình chương trình ngày hôm nay, cũng như là những cái góp ý thêm để cho nó hiệu quả. Và trong đó thì chúng tôi cũng dành ra khoảng 100 cho đến 150 suất quà tặng các sản phẩm để hỗ trợ cho sức khỏe của các thầy cô, và cho chính và có dùng, có cả sản phẩm dùng cho các em gọi là học sinh con em của các thầy cô. Được rồi, thì lấy đi. Học sinh trẻ con được. Thì mỗi một phần quà này trị giá là 500.000. Đấy, thì chúng tôi sẽ một lát nữa thì ban tổ chức trước khi kết thúc chương trình sẽ gửi cái link khảo sát này. Thì có lẽ là những ai mà hoàn thành sớm thì bởi vì thực sự là cái chi phí nó rất là lớn, nên là nhà tài trợ phối hợp với Novaedu thì mọi người cũng chỉ dành được một cái phần hạn chế như vậy thôi. Bởi vì tham gia chúng ta như ở trong Zoom là đang như các thầy cô thấy là full 1.000 thì đại diện cho sở thôi. Thì cái này là sẽ dành cho những người mà hoàn thành sớm nhất, được chưa? Đấy, thì ví dụ nói các bộ như thế này, giả sử như một chương trình như thế này thầy cô nhé, nếu như không có tinh thần khởi nghiệp, không có sự ủng hộ về các doanh nghiệp, không có sự phối hợp giữa Novaedu với lại bộ giáo dục,
thì chúng ta sẽ không được hưởng những thành quả như vậy. Ở ngoài kia có rất nhiều người có tâm đức của người khởi nghiệp, họ cũng sẵn sàng hỗ trợ, họ tài trợ, họ hỗ trợ, họ giúp cho ngành giáo dục của chúng ta. Vấn đề là làm nào để cho nó thực sự hiệu quả. Và nếu như không có câu chuyện này thì chắc chắn là sẽ không có phần quà nào để gửi cho các thầy cô cả. Và các thầy cô biết rằng là mới trị giá mà cái này là công khai, các thầy cô lên mạng thì các thầy cô có thể xem được. Thì mỗi một phần quà trị giá 500.000 đó, thì 100 phần quà là các thầy cô đã có bao nhiêu tiền? À, chúng ta đã mất khoảng 50 triệu, 1-200 phần quà chúng ta mất tiền 100 triệu để chúng ta tài trợ và tặng, gửi tặng cho các thầy cô như thế này. Thì ý tôi muốn nói ở đây là những câu chuyện khởi nghiệp là những câu chuyện như vậy. Và đây, phần tiếp theo thì các thầy cô có thể tham khảo các cái tài liệu như thế này. Thì các thầy cô khi mà gửi cái link khảo sát, các thầy cô lưu ý là cái email của mình ở trên đó phải đầy đủ để ban tổ chức gửi tất cả các tài liệu như thế này, tài liệu để hỗ trợ cho các thầy cô. Chúng tôi cũng nhận ra một cái điều là trong cái quá trình trao đổi triển khai ấy, thì với 63 sở giáo dục ạ, thì đâu đó nó đi xong thầy có về ngay cũng khoảng 10%. Đó, đâu đó thì chúng ta cũng chỉ chiếm khoảng 10% là các sở giáo dục đang hiểu và triển khai được khá tốt các cái hoạt động về khởi nghiệp thôi. Còn lại là các sở giáo dục gần như là chúng ta cũng chưa biết cách làm như thế nào cả. Chính vì vậy mà ban tổ chức cũng sẽ gửi kể cả những cái tài liệu rất là cơ bản, căn bản để các thầy cô tiếp cận để triển khai được. Đó. Ngoài ra thì tôi sẽ triển khai thêm hai cái nội dung chính để hỗ trợ các thầy cô trong cái link khảo sát thì tôi cũng hỗ trợ. Đấy là cái việc mà phân luồng nguồn nhân lực thì chúng ta cần có các cái hoạt động để định hướng cho các em học sinh. Thì Nova Edu phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo có triển khai một cái chương trình hợp tác và chúng tôi xây dựng một hệ thống công nghệ hướng nghiệp toàn diện định hướng khởi nghiệp. Thế đây tôi sẽ giới thiệu nhanh cái này. Cái này thì các sở giáo dục khi mà triển khai hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tài trợ miễn phí nha. Chúng ta không thu tiền trong cái câu chuyện này. Thì đây là một hệ thống công nghệ tôi giới thiệu với quý vị các thầy cô là mục tiêu để thực hiện cái việc hướng nghiệp toàn diện cho học sinh trung học phổ thông. Và lớn nhất mục tiêu của nó là làm thế nào khi chúng ta sử dụng trong câu chuyện là hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp thì chúng ta giúp cho các bạn có định hướng về khởi nghiệp. Có nghĩa rằng là với hệ thống công nghệ này thì giúp cho các em học sinh đạt được những giá trị gì? Đó. Đầu tiên là có cái hệ thống bài test từ tính cách, rồi năng trí thông minh, các chỉ số thông minh như là chỉ số IQ, kiểm tra trí thông minh của các em học sinh. Thế rồi các chỉ số như là IQ là chỉ số vượt khó, chỉ số EQ là chỉ số về cảm xúc. Thì tất cả những trên những cái hệ thống bài test đấy thì tôi nói là đây là hệ thống chuyên nghiệp, tự động. Và có lẽ là tôi nói là theo quan điểm góc nhìn tôi là đầy đủ nhất ở Việt Nam để giúp cho các em học sinh để giải quyết được vấn đề. Và chúng tôi đang sở giáo dục và phối hợp thì chúng tôi sẽ tài trợ miễn phí cho các em học sinh sử dụng và các nhà trường để sử dụng thành công cụ để triển khai. Và cái phần thứ hai trong việc mà khám phá xây dựng hệ thống bài test, khám phá định vị năng lực của bản thân của mình ấy, thì nó có cả hệ thống để giúp cho các thầy cô đánh giá các bài trắc nghiệm về môn học, ví dụ như là môn toán, môn văn, môn anh, môn ngoại ngữ, lịch sử, tất cả mọi cái thì trên đây nó đã có một kho kiến thức khổng lồ để giúp cho các thầy cô có thể đánh giá được học sinh của mình và trả một kết quả tự động mà các thầy cô không phải làm thủ công. Ví dụ như là đưa một câu test trắc nghiệm về môn tiếng Anh chẳng hạn, với một câu 20 câu, thì các thầy cô đẩy cái thông tin của mình lên đây thì cho học sinh, các em đi làm thì kết quả sẽ được tự động trả về. Giả sử các em nào làm được chính xác khoảng 17/20 câu chẳng hạn thì hệ thống có trả kết quả luôn, mà các thầy cô không phải suốt ngày làm mò mẫm. Ví dụ các thầy cô mà làm mò mẫm thủ công chấm trên giấy hoặc là trên các hệ thống mà nó không được trả tự động như vậy thì các thầy cô mất rất nhiều thời gian. Làm cho một học sinh thì nhanh nhưng mà làm cho 100 học sinh làm liên tục ngày nào cũng phải làm thì thực sự là sẽ rất là vất vả. Thì hệ thống này giúp được cho các thầy cô việc đó. Thì các thầy cô lưu ý là mình để cái thông tin nhé. Cái thứ hai là các thầy cô có thể tự tạo nội dung của mình. Ví dụ các thầy cô mong muốn xây dựng hệ thống bài test môn toán của mình ở trên đây thì các thầy cô lên đây xây dựng hệ thống. Ban tổ chức sẽ cấp quyền cho các thầy cô để các thầy cô có thể làm được cái việc này. Đấy chưa?
Đấy là khả năng để là khám phá năng lực bản thân của các em học sinh, trở thành công cụ của các nhà trường và của các thầy cô giáo để sử dụng việc này, và chúng tôi trải trọng. Tiếp theo thì ở đây có rất nhiều cái như là nhóm ngành nghề, gương sáng học sinh của học sinh như thế nào, đơn vị đào tạo, các khóa học về kỹ năng, hỗ trợ về tư duy, ở trên đây có đầy đủ các bạn được. Rồi các doanh nghiệp, tìm hiểu các doanh nghiệp ở Việt Nam nó có phù hợp không, như thế nào, xu hướng ngành nghề của trong tương lai, giả sử như là những năm tới thì ngành tài chính ngân hàng có phát triển không, quy mô nhân sự thị trường làm sao, ngành công nghệ thông tin hot như vậy thì mức lương như nào, những người như nào phù hợp đó. Thì xu hướng các ngành nghề thì được chia ra thành khoảng 65 cái nhóm ngành nghề khác nhau theo bản đồ gọi là phân cấp ngành nghề của thế giới là quy chuẩn. Rồi lộ trình phát triển của cá nhân mình như nào trên hệ thống này sẽ giúp cho những các học sinh của chúng ta. Ví dụ lộ trình về phát triển là học tập phải thi vào một trường đại học tốt đầu với trung bình 9 điểm một môn chẳng hạn, thì các bạn phải chia cái lộ trình học tập đấy như thế nào. Và cái lộ trình phát triển học tập bản thân của mình là trong câu chuyện khởi nghiệp, các bạn mong muốn là sau này trở thành một người có thu nhập khoảng 1 triệu đô một năm chẳng hạn, thì các bạn phải xây dựng là con đường lộ trình trở thành 1 triệu đô một năm, thì ngành nghề nào có thể giúp cho mình cái việc đấy, đúng không ạ? Môi trường nào có thể giúp được cho mình cái việc đấy, và để trở thành môi trường như vậy thì không phải là 1-2 năm mà đạt được, mà ngay bây giờ các bạn phải đạt được. Muốn khởi nghiệp thành công thì bây giờ mình phải học kỹ năng đi, phải học phát triển cái tư duy đi, hoạt động nhiều hơn đi. Cái lộ trình đấy như thế nào các em phải tự xây dựng. Và tôi nói rằng là câu chuyện này nó sẽ rất là thần kỳ, sau 5 năm, 10 năm, 15 năm chúng ta nhìn lại, các thầy cô tự chứng nghiệm bản thân mình nhìn xem. Nếu như chúng ta không có mục tiêu ấy, chúng ta không có cái định hướng về rất là sắc nét về sự mong muốn của bản thân mình, thì hầu như chúng ta không đạt được. Nhưng chúng ta đã ghi trong giấy, chúng ta đã định hướng là trong tương lai 5 năm, 10 năm tới chúng ta cần phải đạt được cái việc này, đạt được cái việc kia. Đó. Thì có thể chúng ta biết xong nó vứt đi, nhưng đâu đó các thầy cô biết là cái tiềm thức của mình vẫn ở đó. Thì sau đâu đó thì khoảng 3 năm, 5 năm gì đó các thầy cô nhìn lại mà xem. Giả sử chúng ta ghi ra checklist khoảng 10 các cái mục tiêu chúng ta cần đạt được trên giấy, thì có lẽ rằng là sau một khoảng thời gian nhất định thì chúng ta cũng phải đạt được khoảng từ trên 50% trở lên. Đó, thì để ý nghĩa của việc này rất là quan trọng. Thì cái hệ thống này ngoài cái việc mà khám phá, phát triển, định vị năng lực của bản thân của mình đối với các em học sinh, trở thành công cụ để giúp cho các thầy cô giảng dạy học tập hiệu quả hơn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta phân luồng được. Nghĩa là mỗi một trường trung học phổ thông giả sử có 1.200 học sinh, thì hệ thống này sẽ giúp cho các thầy cô phân luồng được bao nhiêu bạn có nhóm tính cách như thế này, bao nhiêu bạn có nhóm tính cách như thế kia, bao nhiêu bạn có tố chất là có trí thông minh về sáng tạo, bao nhiêu bạn có tố chất về trí thông minh về ngôn ngữ. Thì thậm chí là các thầy cô dựa trên cái kết quả này để có thể phân ra và phân các bạn đấy vào các câu lạc bộ khác nhau. Tôi nói bây giờ các thầy cô cho các em đấy vào câu lạc bộ về khởi nghiệp, chắc biết được các bạn có thực sự là phù hợp với khởi nghiệp hay không, thì hệ thống này sẽ giúp. Hay là các bạn có cái khả năng về ngôn ngữ, nghĩa là giao tiếp, làm được truyền thông, rất được chương trình cho nhà trường, làm media rồi cái gì đó để hỗ trợ danh tiếng cho nhà trường, cho sở giáo dục chẳng hạn, thì bây giờ làm nào tìm ra được người, thì đưa các bạn lên hệ thống này test, thì hệ thống nó sẽ phân nhóm ra cho các thầy cô để biết được là trong 1.200 học sinh của mình thì mình đã có khoảng 200 bạn là có khả năng về trí tuệ ngôn ngữ, thì mình gom các bạn ấy vào thành một cái nhóm để mình tập huấn, mình hỗ trợ, mình đào tạo để các bạn ấy phát huy được, và nhau giao cho các bạn ấy nhiệm vụ để các bạn ấy phát huy được những cái thế mạnh của mình và đóng góp được vào, được không thầy cô? Thì tôi giới thiệu nhanh cái nội dung này như vậy được chưa? Vâng. Đây là cái mô tả ở phía bên trong. Đây mô tả ở phía bên trong cái hệ thống mà tôi vừa nói với thầy cô. Có rất nhiều cái thì tài liệu các thầy cô. Với thầy cô có thể lên cái trang web là nova.in.vn. Thì các thầy cô có thể vào được. Được chưa? Đây ở đây trên đây là các bạn thống kê này. Có gồm hơn 500 bài test để người để khám phá phát triển bản thân, hơn 500 bài test. Và tôi nói luôn là một người làm bài test không bao giờ giống nhau nhé. Hệ thống công nghệ này là hệ thống nó sẽ trộn tự động. Ngày hôm nay mình làm một cái bài test như thế này, ngày mai nó hoàn toàn nó khác rồi. Chỉ có test đa trí thông minh, test tính cách là nó được quy chuẩn. Thế còn lại là
các cái bài test về chỉ về về các chỉ số như IQ, EQ, AQ đúng không nhỉ? Hay là những môn học của thầy cô ấy, giả sử môn toán hay môn Anh, môn văn, thì ngày hôm nay làm một đề, ngày mai vào là đề khác, gần như là chúng ta không bao giờ làm chung đề kiến thức được. Thế này kho dữ liệu này nó càng lớn thì cái hệ thống công nghệ nó càng thông minh. Thế thầy cô ạ, nên là yên tâm là cứ chỉ cần giao đề bài cho các em học sinh làm thoải mái, không ngày hôm nay làm một bài phát ra và 5 phút sau vào làm lại nó lại bài khác rồi, nó không có trùng lặp. Đây hệ thống nó rất là thông minh như thế, các thầy cô nhé. Và tiếp theo, đây là những cái hoạt động thực tế ở các nhà trường. Chúng tôi thời gian vừa rồi đã triển khai tại các trường trung học phổ thông và các sở giáo dục. Giới thiệu nhanh cho thầy cô. Đây là giao diện hệ thống có bài test và quy trình, các tính cách đa trí thông minh dùng được cả trên điện thoại nhé. Để cho nó thuận tiện thì các thầy cô cứ dùng trình duyệt bình thường, không cần phải tải app làm gì cả, mất thời gian. Tôi cảm nhận học viên rất nhiều trong tài liệu có. Thì đấy là đối với câu chuyện về một cái giải pháp mà chúng ta có thể hỗ trợ cho nhà trường về hệ thống công nghệ hướng nghiệp toàn diện, định hướng khởi nghiệp. Như vậy là các thầy cô vừa mới xem xong một cái đoạn chia sẻ rất là ngắn gọn thôi, là với một cái chương trình đào tạo cho chúng ta thì nó sẽ giải quyết được vấn đề gì cho học sinh của trung học phổ thông. Này thời gian chúng ta sẽ chia sẻ lại slide nhé. Và với chương trình định hướng giáo dục phổ thông mới thì cái thời lượng mà dành cho các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp khởi nghiệp hỗ trợ cho các em học sinh thì tương đối đang rất là được khuyến khích. Đối với Bộ Giáo dục cũng như Sở Giáo dục đang khuyến khích cái điều này rất là tốt, đúng không ạ? Thế nên là cách chúng ta làm như thế nào để cho nó đạt được cái hiệu quả thì có thể chúng ta đưa thành một cái chương trình ngoại khóa hoặc một chương trình gì về mặt là cái điều quan trọng nhất ở đây, mục tiêu nó không phải là loại chương trình gì, mà cái mục tiêu quan trọng nhất là làm thế nào các hoạt động này nó trở thành một cái hoạt động thường xuyên của nhà trường. Mà cái thứ hai là các em học sinh chúng ta đều được tham gia, có thể thành một cái chương trình lồng ghép hoặc là ngoại khóa hoặc là dưới hình thức câu lạc bộ, hình thức chuyên đề, hình thức đào tạo kỹ năng hay là một môn học ở trong nhà trường. Thì câu chuyện này đối với trường trung học phổ thông thì nó có những cái sự khó khăn hơn so với các trường đại học, bởi vì các trường đại học thì họ có khả năng về mặt tự chủ chương trình nhiều hơn. Nhưng các trường trung học phổ thông thì liên quan đến các sở giáo dục, các sở giáo dục phải cho phép cách thức như nào đó. Nhưng tuy nhiên tôi nhận thấy điều rằng là các sở giáo dục đang rất khuyến khích cái câu chuyện này. Thế chính vì vậy mà các trường trung học phổ thông nào và các thầy cô mà gọi là có cái mong muốn tổ chức thực hiện thì các thầy cô cứ đề xuất. Tôi nghĩ là sở giáo dục họ sẽ khuyến khích và sẽ hướng dẫn được các thầy cô có cách thức để làm thôi. Và góc độ các sở giáo dục thì đây là một chương trình mà nếu các sở giáo dục có thể tổ chức triển khai cấp độ sở, mình làm thí điểm xong rồi mình có thể triển khai nhân ra toàn sở rất là ok. Thì chúng tôi đang triển khai một số các chương trình cơ sở như vậy là được rồi. Thế thì các thầy cô đã xem đã hiểu rồi, chúng tôi cũng đã chia sẻ khá nhiều thông tin rồi. Thì bây giờ các thầy cô có cái phần thảo luận, cái câu hỏi nào các thầy cô có thể đẩy lên group chat hoặc các thầy cô giơ tay thì tôi sẽ hỏi đáp thêm cùng với các thầy cô ạ. Vâng, tôi thấy là Sở Quảng Nam các thầy cô đang nói, các thầy cô có thể là mình bật mic lên. Ban tổ chức cũng bật mic để các thầy cô có thể chia sẻ. Vâng. Mình thảo luận với nhau một chút ạ. Xin hỏi này là thầy cô nào mình đang bật mic đấy thì có muốn chia sẻ không ạ? Các thầy cô có thể bỏ cái phần chia tay của giơ tay của mình. Là Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên có hỏi về mô hình Canvas. Vâng. Mô hình Canvas thì thực ra là chúng ta khá đi sâu vào câu chuyện hình thành một dự án. Viết về một cái dự án khởi nghiệp hoặc là chúng ta đi thi hoặc là để thành lập doanh nghiệp, nhưng là kế hoạch để triển khai thành lập một doanh nghiệp ấy, thì mô hình Canvas là mô hình mà
giúp cho cái việc chúng ta có thể thực hiện cái việc đó. Thì mô hình Canvas thì thực ra trong tài liệu cũng đã có rồi. Nói về Canvas thì nó rất là chi tiết cụ thể, vì trong đấy nó nói lên cái câu chuyện là ví dụ như là thể hiện là sản phẩm chính của dự án của doanh nghiệp đó là cái gì. Thế rồi các cái sản phẩm chính đấy thì các cái hoạt động thường xuyên hàng ngày hàng tuần liên tục ra làm sao đó, của các hoạt động chính của doanh nghiệp. Thế rồi cái dòng tiền nó đến từ đâu, doanh thu nó đến từ đâu, ta nhìn là chúng ta thấy đó. Rồi các cái vấn đề đo lường như thế nào, hiệu quả của một dự án của một doanh nghiệp, thì mô hình Canvas là một trong những cái mô hình mà có thể nói thể hiện cái sự tóm tắt chiến lược của cái bản đồ kinh doanh như thế nào cho nó hiệu quả. Đó, thậm chí mọi người làm cái mô hình Canvas có thể chỉ trên một mặt giấy A4 là cũng đã giải quyết được ở đâu đó là cái thông tin rất là đầy đủ. Bởi vì khi nhìn vào mô hình Canvas thì người ta có cái khả năng tóm tắt được luôn cái dự án, cái hoạt động chính của công ty của mình nó như thế nào. Đó, thì riêng với mô hình Canvas là nó là một trong những hoạt động chi tiết để hướng dẫn, để giúp cho các thầy có thể hình thành cái dự án, cho hoàn thiện cái dự án đối với lại các đội thị của mình. Chứ thầy cô biết là với mô hình Canvas thì là các thầy cô có tài liệu rồi, được chia sẻ rồi. Đối với cuộc thi khởi nghiệp cấp quốc gia thì nếu như các thầy cô chưa có thì các thầy cô trên cái link khảo sát của mình, các thầy cô cũng gọi là mình ghi chú lên đó, thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho các thầy cô. Và sắp tới đây thì khi mà chúng ta chọn ra các cái top vòng trong top của khởi nghiệp quốc gia năm nay thì theo kế hoạch của Bộ Giáo dục là chúng ta sẽ có kết quả trong tháng này. Ngày hai mấy thì đó thì chúng ta có cái kết quả trong tháng này, và những đội mà được vào thì sẽ được tập huấn, tiếp tục tập huấn để hoàn thiện hồ sơ dự án, tập huấn để hoàn thiện về kỹ năng của các đội để tiếp tục vào vòng trong chung kết quốc gia của năm nay. Thì sẽ được tập huấn lại các hoạt động xây dựng, trong đó có mô hình Canvas. Cảm ơn câu hỏi của Sở Giáo dục và Đào tạo của Thái Nguyên. Rồi, các thầy cô còn câu hỏi nào không ạ? Ban tổ chức có giao lưu với các thầy cô nào thì chúng ta có thể bật mic, vì chúng ta chỉ còn khoảng 5 phút nữa. Sau chương trình này thì ban tổ chức sẽ gửi tài liệu đầy đủ cho các thầy cô nhé, các thầy cô cũng yên tâm. Và để nhận được tài liệu ấy thì để tránh thất lạc thì các thầy cô cũng tham gia nhóm Zalo bằng link để ban tổ chức đã gửi. Thì trên đó sẽ gửi thông tin quan trọng, rồi các file tài liệu mà nhận nhanh thì chúng ta gửi trên đó. Mình qua email thì một lát nữa thì mình gửi qua cái link đăng ký của website. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long có hỏi là điều kiện để trở thành một người khởi nghiệp thì cần có 3 yếu tố, đó là tinh thần, tư duy, kỹ năng, kiến thức. Vậy yếu tố khơi nguồn, truyền cảm hứng có tác động như thế nào đến việc hình thành nên một người khởi nghiệp? Và điều kiện để trở thành người khởi nghiệp cần có 3 yếu tố. Và như vậy thì vấn đề về khơi nguồn, truyền cảm hứng như thế nào? Thực ra nó với các thầy cô như thế này này. Câu hỏi này là một câu hỏi cực kỳ rất hay. Rất là cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, anh Võ Thành Tuấn đã đặt câu hỏi. Thì thực ra với 3 cái trụ cột để trở thành nên một người khởi nghiệp thành công như đó, thì thực ra cái truyền cảm hứng, cái yếu tố mà động lực ấy, thì nó đã nằm trong tinh thần của người khởi nghiệp rồi. Bởi vì nếu như chúng ta không có động lực, chúng ta không có tinh thần, chúng ta không được truyền cảm hứng và chúng ta không có cảm hứng để khởi nghiệp, thì nói luôn với thầy cô là làm khởi nghiệp vất vả, khổ cực lắm. Thì tốt nhất là những người như vậy chúng ta không nên khởi nghiệp ở góc độ là làm chủ doanh nghiệp, đúng không? Bởi vì áp lực của những người làm chủ nó rất là khác với những người bình thường. Nếu như các thầy cô ở đây, giả sử những thầy cô dạy một môn học, giả sử dạy một môn toán thì mình chỉ lo những vấn đề của môn toán thôi. Nhưng nếu về chuyên môn, nhưng nếu như thầy cô làm trưởng bộ môn của môn toán thì các thầy cô ngoài việc dạy thì các thầy cô lại phải kiểm soát, chịu trách nhiệm về mặt chất lượng môn học, thế rồi chịu trách nhiệm về các vấn đề quản lý nhân sự của bộ môn đó. Còn cao hơn trưởng bộ môn thì lên cao hơn, ví dụ như ở cấp độ trường là hiệu trưởng một trường chẳng hạn. Thì tôi đang nói là nó có sự tương quan giữa chủ doanh nghiệp với lại các cấp quản lý. Thì hiệu trưởng ngoài là phải chịu trách nhiệm với các vấn đề về từng môn học, thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng của tất cả các môn học trong nhà trường, của tất cả các thầy cô, đúng không?
sau rồi phải lo cả các vấn đề về quản lý, về luật pháp, về đủ các yếu tố khác nhau, rồi đối thoại với các phụ huynh học sinh, rất nhiều thứ. Thì như vậy với một người làm chuyên môn, áp lực chỉ là câu chuyện của một nhánh chuyên môn của việc đó. Nhưng áp lực của những người còn làm quản lý thì là phải chịu trách nhiệm trên tổng thể toàn bộ mọi thứ. Mà đôi khi tổng thể mọi thứ đấy nó không phải là đến từ bản thân mình, nó đến từ người khác cơ. Thì đối với những người khởi nghiệp thì phải chịu áp lực cả sự sống còn của doanh nghiệp đấy, đúng không nhỉ? Ngoài tất cả những cái câu thao tác quản lý đấy thì phải lo nguồn lực, doanh nghiệp sống hay chết, có tiền để trả lương mọi người hay không, có tiền để phát triển hay không, rồi các cái yếu tố về luật pháp ở đây đúng tất cả. Thì ý nói là cái câu chuyện truyền cảm hứng nó chỉ là cái sự bắt đầu thôi. Là chúng ta có lý do để khởi nghiệp hay không, có lý do đủ lớn để khởi nghiệp hay không. Còn nếu như chúng ta không có lý do đủ lớn để khởi nghiệp thì chưa chắc chúng ta cần phải khởi nghiệp. Bởi vì mọi người có thể hiểu rằng là có thể khởi nghiệp sẽ mang đến được cái nguồn tài chính, cái thu nhập cao, đồng ý. Nhưng nếu như thất bại thì cái sự trả giá rất là lớn cho thành phố. Do vậy là nếu như đơn thuần chỉ muốn là kiếm tiền, muốn thu nhập cao, có rất nhiều con đường. Có thể trở thành một nhân sự cấp cao của một doanh nghiệp khởi nghiệp, hoặc là một doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn, là các bạn có cái thu nhập rất là tốt rồi. Mình phấn đấu để mình có kỹ năng của con người khởi nghiệp, nhưng mình chọn là người có trụ cột. Mình trở thành một người trụ cột trong những tổ chức thì nó tốt hơn là cái việc mà chúng ta cố gắng để trở thành những người mà khởi nghiệp nếu như chúng ta không phù hợp. Đấy, thế nên là với câu hỏi của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long thì tôi muốn nói là cái yếu tố về khơi nguồn, về truyền cảm hứng là một yếu tố đầu tiên, tiên phong, cần thiết, quan trọng nhất. Nhưng nó chỉ là yếu tố nhất thời. Còn khả năng chịu áp lực, khả năng tìm ra được sự phù hợp, duy trì cái điều đấy thì nó sẽ là, nó giống như là cái linh hồn của câu chuyện người khởi nghiệp. Và tích hợp với ba yếu tố ở trên, ba cấu thành kia thì sẽ trở thành người khởi nghiệp thành công. Và không biết là với cái phần trả lời như vậy thì Sở Vĩnh Long của mình có cảm thấy đủ thông tin, hài lòng chưa? Mà ở trường trung học Nguyễn Siêu thì có hỏi rằng là thầy cho em hỏi làm thế nào để chuyển từ tinh thần khởi nghiệp thành khởi nghiệp. câu hỏi của thầy cô rất là tuyệt vời. Chuyển từ tinh thần khởi nghiệp thành khởi nghiệp thì có nghĩa là thực ra hai cái điều này nó không có tách rời nhau. Tôi hiểu ý của cô là từ cái việc mà khi mà chúng ta đang có cảm hứng, có tinh thần khởi nghiệp thì làm nào để trở thành một người khởi nghiệp, đúng không nhỉ? Thì trong cái này nó chỉ có hai cái điều như này thôi. Khẳng định cái điều đầu tiên ấy, là chúng ta phải tìm xem là mình có phải là người phù hợp với khởi nghiệp hay không. Học sinh của chúng ta, tất cả các bạn chúng ta có phải là người phù hợp với người khởi nghiệp hay không? Thì nếu như không phù hợp ấy thì chúng ta phải xem xét, cân nhắc, đừng cố, có thể thử. Nhưng mà việc xác định trở thành người khởi nghiệp hay không, bởi vì tôi nói với các thầy cô là con đường đấy là mình đi vào nó mất rất nhiều thời gian, công sức, sự trả giá, sự đánh đổi đó, làm lại là rất khó. Đấy, và đã đi theo nó thì mình phải tính bằng nhiều năm, thế nên là hết sức thận trọng. Thì việc đầu tiên mình để chuyển thành tinh thần của người khởi nghiệp thành khởi nghiệp thì việc đầu tiên phải xác định xem mình có phải là người phù hợp với thực sự khởi nghiệp làm chủ hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta hiểu là cái tinh thần của người khởi nghiệp và khởi nghiệp là nó luôn luôn nó song hành cùng với nhau, chứ nó không phải là theo kiểu nấc thang, mà nó sẽ là dưới dạng hình thức là giống như là vòng xoáy chân ốc ấy. Người khởi nghiệp phải có tinh thần của người khởi nghiệp. Ở đây thì cảm hứng nói luôn là các thầy cô biết rằng là cái phương châm, cái slogan của tập đoàn Vingroup trước đây, nơi tinh hoa hội tụ sẽ chuyển thành mãi mãi tinh thần người khởi nghiệp, đúng không nhỉ? Thì cái tinh thần của người khởi nghiệp nó là thứ mà chúng ta khái niệm ở trên rồi, nhưng nó không tách rời với người khởi nghiệp. Đấy, thì với câu hỏi của đồng chí Phạm Thị Thanh Hoa, trường trưởng của Tâm Nguyên Siêu, thì tôi xin phép được giao lưu cùng các thầy cô như vậy. Có nhiều câu hỏi quá. Những câu hỏi nào mà tôi chưa kịp trả lời thì các thầy cô cứ tí nữa là ban tổ chức gửi cái link khảo sát ấy, thì các thầy cô cứ nốt có cái phần mình đặt câu hỏi ghi chú thì các thầy cô gửi lên đặt ban tổ chức có thể sẽ trả lời bằng văn bản, hoặc là sẽ tập hợp mời các thầy cô mỗi buổi khác. Và đó, chúng ta sẽ trả lời với nhau một hai câu hỏi nữa được không ạ? Và đồng chí Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng có hỏi rằng là
Em chào thầy ạ. Ở trường em các hoạt động mới chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn học sinh tham gia vào đội nghiên cứu khoa học, nhưng chủ yếu do giáo viên thực hiện. Vậy sau khi được tập huấn chương trình này để tham mưu cho lãnh đạo tiếp cận với mô hình sinh thái, thì một giáo viên như chúng em cần bắt đầu như thế nào? Rất cảm ơn thầy cô giáo. Nói đến đây thì tôi cũng xin phép được chia sẻ như thế này. Ngày hôm nay thì cũng có đại diện của lãnh đạo của các sở giáo dục và đại diện của các phòng giáo dục. Thì tôi muốn nói như thế này, với câu hỏi này của một người thầy cô giáo là một trong câu hỏi, tôi nói luôn là mang tính chính mạng cho các hoạt động này. Bởi vì đến cuối cùng người mà gần học sinh nhất là các thầy cô giáo, là những người trực tiếp hỗ trợ cái công đoạn các hoạt động khởi nghiệp đối với các học sinh. Dù chỉ đạo, dù vĩ mô đề án hay đi mấy, mà không có các thầy cô giống như là đồng chí Lâm Hà ở đây đó, thì chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Và chính vì như vậy thì với câu hỏi này của đồng chí, của thầy cô, thì tôi nói như này. Đầu tiên thì cứ mạnh dạn để làm thế nào để chúng ta có thể tham mưu được cho ban lãnh đạo của trường của mình, thì nó có mấy cái. Thứ nhất là nhắc đến nghiên cứu khoa học. Thì nghiên cứu khoa học là thứ có thể tạo ra những giải pháp và những sản phẩm. Nó là nền tảng vô cùng quan trọng và tích hợp đối với câu chuyện khởi nghiệp. Thì nghiên cứu khoa học là tạo ra những giải pháp, những sản phẩm mẫu, những cái chương trình hay là những cái hệ thống để giải quyết một vấn đề nào đấy của xã hội, giải quyết hay là đáp ứng một nhu cầu nào đấy của xã hội. Thì nó đóng vai trò nền tảng của sản phẩm hết sức quan trọng, các thầy cô nhá. Thế thì gắn với khởi nghiệp thì mình chỉ hiểu đơn giản như thế này: nghiên cứu khoa học và tạo ra giải pháp, chứ có câu chuyện về kinh doanh, về thương mại, về marketing. Thì khởi nghiệp chúng ta lắp thêm một cái mảnh ghép, đấy là câu chuyện của doanh nghiệp, của kinh doanh, để làm thế nào để đưa cái sản phẩm đấy vào với đời sống, đưa các giải pháp đấy vào với đời sống, thì nó là khởi nghiệp. Thế do vậy là nghiên cứu khoa học là một cái bước đầu tiên nền tảng để tích hợp các cái giải pháp hay là xây dựng các hệ sinh thái khởi nghiệp, giúp cho trở thành cái doanh nghiệp và các hoạt động khởi nghiệp. Thì đây là cái ý thứ nhất. Thế nên là các thầy cô đừng có bao giờ nói rằng là chúng ta phải thay thế các hoạt động của nghiên cứu khoa học để trở thành, để đưa các hoạt động khởi nghiệp vào thì cũng đúng đâu nha. Mà chúng ta cứ phát huy các cái nghiên cứu khoa học của chúng ta thực sự tốt, nhưng với tư duy của người khởi nghiệp. Bởi vì nghiên cứu khoa học mà không có ứng dụng vào đời sống, không có thương mại hóa được, thì nghiên cứu khoa học đấy, tôi nói với các thầy cô, mãi mãi nó nằm ở trong kho, và hồ sơ đấy mãi mãi nằm ở trong ngăn kéo bàn mà thôi, không bao giờ lôi ra được. Thế nên là khi chúng ta đưa tư duy của người khởi nghiệp vào, thì khi các bạn bắt đầu nghiên cứu khoa học, các bạn đã đặt ra những câu hỏi: à, giải pháp này có dành cho đa số mọi người được không, giải pháp này có giúp cho thương mại hóa được không, đó, sản phẩm nghiên cứu khoa học này có thể làm kinh doanh được không, và bây giờ có cần thiết, thực sự cần thiết hay không, hay là nó quá viễn tưởng. Thì tất cả những cái câu chuyện đấy, khi chúng ta kết hợp với nghiên cứu khoa học và tư duy của người khởi nghiệp, thì nó hình thành những câu hỏi của cô. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tham mưu cho ban giám hiệu, cho lãnh đạo của mình như thế nào, thì mình cứ phải chuẩn bị sẵn kế hoạch, chỉ bám vào hai việc. Việc thứ nhất, làm sao để các thầy cô, ban giám hiệu, lãnh đạo ra thấy việc này quan trọng. Thứ hai là đưa ra các hoạt động thường xuyên có thể làm được cụ thể, thì chắc chắn rằng là ban giám hiệu, các thầy cô, lãnh đạo của chúng ta sẽ thấu hiểu được đó, tiếp cận và triển khai việc này, được chưa? Thì hãy bắt đầu bằng câu chuyện như vậy. Và cái điều thứ ba là tập hợp một nhóm các bạn học sinh có cái mong muốn như thế này để tổ chức các hoạt động thường xuyên, đừng chờ. Có thể dưới dạng câu lạc bộ, hoặc là một nhóm các em học sinh cùng với thầy cô mình có hoạt động sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng đi, được chưa? Không phải chờ. Và trong quá trình đấy thì mình xây dựng kế hoạch, mình tham mưu dần dần. Rồi, cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng. Thêm một hai câu hỏi nữa thôi. Câu hỏi tiếp theo là Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Thì anh có câu hỏi là: xin anh có thể nêu một số thành công cụ thể của học viên sau khi tham gia chương trình Nova S Pro được không, hoặc những gương mặt tiêu biểu. Rồi, ok, cảm ơn các thầy cô. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này luôn. Thì học viên mà thành công mà sau khi tham gia chương trình của Nova S Pro ấy,
thì cụ thể nó như thế nào? Nói với các thầy cô như thế này này, chương trình Nova Excel là một chương trình được mà được đo lường từ lúc đầu vào của học viên cho đến lúc đầu ra. Chúng tôi cũng kiểm soát cái việc này bằng hệ thống công nghệ. Giả sử tôi nói một cái điều như thế này, trong 400 nội dung đào tạo của Nova Excel, như các thầy cô nhìn trên màn hình chúng ta cũng thấy quyết định phê duyệt bộ tài liệu là 400 nội dung đào tạo rất lớn. Nhưng mà chúng ta chỉ phù hợp với mỗi một cái điều kiện nền tảng của một cơ sở thì chúng ta chọn ra một vài cái năng lực để chúng ta triển khai mà thôi, một nhóm số nhóm kỹ năng. Thế tôi nói ví dụ như khả năng trình bày vấn đề hay là thuyết trình của một em học sinh, thì khi mà các bạn vào đó thì các bạn có thể rất là nhút nhát, chưa biết trình bày như thế nào, thì chương trình này chương trình giúp cho các bạn sau khi học xong là các bạn phải trình bày lưu loát hiệu quả so với chính bản thân mình, với sự tiến bộ như thế nào chúng ta có đo lường luôn được. Thì ghi lại như nào, video lần thứ nhất các bạn tham gia làm sao, video lần thứ hai các bạn như thế nào, video cuối cùng các bạn tham gia được nào, cái chương trình này như thế nào, chúng ta đánh giá được như vậy, được chưa? Thì cái đấy là cái mà hết sức là quan trọng. Và cái thứ hai là với các cái đội nhóm tiêu biểu khi mà tham gia cái chương trình này, với các nhóm sinh viên gọi là đạt giải, thì không biết là ban tổ chức có cái hình ảnh nào của các bạn mà sinh viên khởi nghiệp và đạt giải đây có thể giới thiệu với thầy cô. Bởi vì nhóm sinh viên của trường, dạ, nhóm sinh viên đạt giải nhì của trường Đại học Mở Hà Nội thì hiện tại là ban tổ chức lại chưa sâu kịp ạ. Hoặc là có mọi người có thể là xem lên web cổng khởi nghiệp của trường Đại học Mở ạ. Thì năm ngoái vừa rồi là giải nhì đạt chương trình khởi nghiệp quốc gia là sinh viên của chương trình Fpro đấy ạ. Ok. Thế thì bây giờ các thầy cô ạ, là để tham gia cái chương trình Fpro này thì nó hình thành nên kỹ năng của người khởi nghiệp, kỹ năng toàn diện của con người khởi nghiệp và là một hành trình khởi nghiệp. Thì một trong những minh chứng rất là sắc nét đi là đội thi của Đại học Mở Hà Nội đạt giải nhì cấp quốc gia là một trong những cái nhóm mà các bạn đã được tham gia vào Fpro từ rất là sớm, từ năm thứ nhất luôn. Lúc đầu thì các bạn cũng rất là nhút nhát thôi, cũng không có khả năng trình bày rồi thuyết phục người khác, rồi tư duy sắc bén tổng hợp các vấn đề không có nhiều lắm. Thế nhưng mà qua quá trình học tập phát triển ấy thì được hướng dẫn cho các bạn có một cái sự trưởng thành rất là lớn và đạt được một cái thành tựu ở cấp quốc gia như vậy. Thì các bạn biết là cũng không phải đơn giản, mà đầu vào ở đây chúng ta cũng nói luôn là đầu vào các bạn không phải là học sinh xuất sắc nhất toàn quốc của một cái trường đại học như vậy, thì ở mức độ là tương đối thôi. Nó chính vì như thế thì đấy là một trong những thành tựu rất là lớn. Cái thứ hai nữa tôi nói luôn là như thế này, như lúc đầu tôi chia sẻ ngoài câu chuyện 1665 ấy, thì cách thức hoạt động của làng sinh viên của tuổi trẻ khởi nghiệp TechZ năm 2021 với FTK thì chúng tôi cũng đưa cái chương trình tương tự tập huấn này vào cho các bạn với các chương trình, những cái lần pitching kêu gọi vốn, làm việc với nhà đầu tư và chúng tôi đội ngũ để đào tạo thực hiện những đấy. Thì một cái thành tựu rất là lớn là như tôi vừa chia sẻ với thầy cô là làng duy nhất mà đạt được hai đội vào trong top 10 tên các quốc gia với chỉ hơn 3 tháng đó. Và những cái thành tựu như vậy thì nói với thầy cô là mặc dù nó không phải cái gì quá ghê gớm, nhưng là những cái kinh nghiệm và những cái thứ mà chúng tôi nhìn thấy sự trưởng thành của các bạn học sinh, của các bạn trẻ vô cùng tuyệt vời đó. Thế thì xin phép là vì thời gian chúng ta có hạn, cho nên là cái nội dung buổi sáng ngày hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Và ban tổ chức hãy gửi cái link khảo sát. Tôi nhắc lại là cái link khảo sát này thì không sẽ thể hiện cái ý chí cũng như là sự khách quan của các thầy cô. Mọi thắc mắc mong muốn như nào các thầy cô cứ gửi lên hệ thống trên cái link khảo sát. Và cái điều thứ hai thì cũng muốn nhắc lại như này, trong đấy có phần quà nhưng xin phép là không phải tất cả các thầy cô đều nhận được phần quà. Không có là đến lúc mà các thầy cô lại bảo là tại sao tôi tham gia nhiệt tình như thế mà tôi cũng không nhận được. Bởi vì trong hệ thống của chúng ta có hàng nghìn các thầy cô, thì chúng ta đâu đó cũng chỉ có khoảng 100-150 xuất quà mà thôi. Thế nên thầy cô nào mà hoàn thành cái link khảo sát sớm thì chúng tôi sẽ lập cái danh sách và gửi cho các thầy cô. Cái thứ hai là không nói luôn là không có tránh cái trường hợp chúng ta hiểu nhầm nhau. Tặng quà là tặng miễn phí và phụ thuộc vào các cái thầy gọi là địa chỉ các thầy cô nhận, thì hết bao nhiêu tiền ship thì các thầy cô vui lòng chi trả cái tiền ship đấy cho đơn vị vận chuyển cho nó rõ ràng, được không? Và trị giá mỗi một phần quà là 500.000 đồng. Đấy thì tôi muốn nói rõ điều này, không có là nhạy cảm lắm. Ngành giáo dục của mình nhiều khi đó, thì có tâm với nhau thì chúng ta cứ rõ ràng cái chuyện đó.
để chia sẻ cùng với nhau. Thì đấy cũng là tinh thần và quan điểm của khởi nghiệp. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã đi được một cái tiến trình rất là dài so với các hoạt động trong một cái thời điểm cuối năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Nova Edu rất là nỗ lực để chuẩn bị các chương trình tập huấn này. Đó, và để gửi đến các thầy cô những kinh nghiệm, cái chia sẻ, những cái mong muốn để chúng ta sau cái chương trình tập huấn này, để chúng ta có những hoạt động cụ thể giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp chung của Việt Nam nói chung, cũng như là các hoạt động riêng của từng trường, từng sở, chúng ta có những hoạt động cụ thể và giúp cho học sinh chúng ta, những thế hệ tiếp theo, có được tinh thần của người khởi nghiệp, có được những cái giá trị giúp cho chính bản thân của các bạn, cũng như có thể có khả năng góp phần quay lại đóng góp cho sự phát triển chung. Và thay mặt cho ban tổ chức rất được trân trọng gửi đến sự gọi là tri ân với các anh chị là lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉ đạo sát sao, quan tâm sự xuất hiện cho câu chuyện này của ngành giáo dục của chúng ta. Xin được gửi lời trân trọng cảm ơn đến các chuyên gia, những anh chị là những người mà rất nhiều kinh nghiệm định khởi nghiệp đã dành thời gian của mình để đến chia sẻ cho chương trình tập huấn từ buổi sáng ngày hôm qua, buổi chiều ngày hôm qua, buổi sáng ngày hôm nay và các cái chương trình tiếp theo. Thì rất là trân trọng cảm ơn các anh chị. Và cũng vô cùng cảm ơn các thầy cô. Tôi thấy là trong mấy ngày tập huấn vừa rồi thì các thầy cô tham gia rất nhiệt tình. Link Zoom của chúng ta trực tiếp thì tối đa chỉ được có 1.000 người vào, thế còn lại là rất nhiều các thầy cô không được vào trong Zoom nhưng mà vô cùng nhiệt tình theo dõi ở bên ngoài, theo dõi các cái hoạt động của chương trình của chúng ta qua hệ thống live stream trực tiếp, là đặt rất nhiều những câu hỏi. Đúng không? Thì rất là trân trọng cảm ơn các thầy cô. Và với cái tinh thần này, cũng là học tập, cũng là tinh thần khởi nghiệp, chúng ta đưa tinh thần khởi nghiệp vào học tập, chia sẻ, kiến tạo, đoàn kết cùng với nhau thì hiệu quả, kết quả cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và vì thời gian chúng ta có hạn, chính vì như vậy thì xin được gửi lời cảm ơn một lần nữa, và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả thầy cô, lãnh đạo các sở giáo dục, các thầy cô đã tham dự chương trình chúng ta ngày hôm nay, và cùng chúc cho buổi tập huấn của chúng ta, chương trình này nó thực sự hiệu quả, nó không phải chỉ dừng lại ở trong những ngày tháng này, mà nó sẽ trở thành các hoạt động thường xuyên và liên tục của các thầy cô trong những thời gian tới. Và chúng ta hẹn nhau trong những sự kiện tiếp theo, và đặc biệt là cùng nhau tham gia chương trình ngày hội khởi nghiệp quốc gia 2021 năm nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, và Nova thì cũng là đơn vị, Nova Edu cũng là đơn vị phối hợp để tổ chức. Thì chúng ta sẽ hẹn nhau vào tháng 3 của năm 2022 được tổ chức. Vâng, thì xin được kết thúc cái chương trình tập huấn buổi sáng ngày hôm nay chúng ta ở đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu cùng tất cả các anh chị, các thầy cô rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, chào thầy nhá. Vâng, chào thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn chủ tịch. Xin chào thầy. Vâng, xin chào thầy giáo ạ. Cảm ơn thầy giáo nhiều ạ. Chào thầy ạ. Xin chào thầy giáo ạ. Chào chủ tịch nhá. Rất là cảm ơn chủ tịch.